Thông tin bất ngờ về trọng tài gây bão trong trận chung kết SEA Games 32. Trọng tài Al Hadmi, người bắt chính tại chung kết bóng đá nam SEA Games 32 thường rút ra rất nhiều thẻ phạt trong các trận ông cầm còi. Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22, Indonesia và U22 Thái Lan đang gây bão với cơn mưa thẻ phạt. Trong cuộc đọ sức này, trọng tài chính Kasimata Al Hadmi đã rút ra tới 7 tấm thẻ đỏ và hơn 10 thẻ vàng cho cầu thủ cùng thành viên ban huấn luyện của hai đội. Đầu hiệp phụ thứ nhất, U22 Indonesia có bàn nâng tỷ số lên 3-2 và hỗn loạn lại xảy ra. Trong tình huống trên, ông Al Hadmi đã rút ra 5 tấm thẻ đỏ cho thủ môn Sokongwit, U22 Thái Lan, trung vệ Komang, Indonesia, hai trợ lý của Thái Lan và một trợ lý của Indonesia. Khi trận đấu quay trở lại, trọng tài chính tiếp tục rút ra 2 tấm thẻ đỏ cho Terasak và Khemdi của U22 Thái Lan, mỗi cầu thủ 2 thẻ vàng. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên trọng tài Al Hadmi tạo mưa thẻ trong một trận đấu mà ông cầm còi. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, vị trọng tài này mới cầm còi trong 15 trận. Tuy nhiên, ông đã rút ra tới 43 thẻ vàng cùng 5 thẻ đỏ. Chỉ có một trận trong số đó là trọng tài người Qatar rút ra đúng một thẻ vàng. Còn lại ông đều rút trên 3 thẻ vàng, trận hoặc tối thiểu một thẻ đỏ.